Đây là dòng sông Orinoco ở Venezuela, một đất nước thuộc khu vực Nam Mỹ. Điều đáng nói là sâu trong rừng rậm hoang vu hẻo lánh này, có một cặp đôi đang yêu nhau đã mò đến đây để tắm sông. Họ không hề hay biết nơi đây là nhà của loài cá nước ngọt ăn thịt piranha. Kết cục cho hai đôi tình nhân này là bị đàn cá hung dữ này bu lấy tấn công. Bài học ở đây là đừng đi tắm ở sông hồ nhé, bởi vì chúa tể ở đây không phải cá sấu nước ngọt mà là piranha khổng lồ. Nhóm những người đang ngồi thuyền đi du lịch sông hồ ở đây cũng không ngoại lệ. Chúng nhảy lên thuyền tấn công một người đàn ông trong số họ, làm những người khác ngã ngửa xuống sông thành thức ăn cho cá. Đã thế các du khách ở đây lại toàn là các cô gái trẻ đẹp. Piranha tấn công họ khiến nước bị nhuộm đỏ nhanh chóng. Đến cuối cùng chỉ còn thấy cánh tay trôi theo dòng nước. Trong số các nạn nhân vừa rồi thì có đại sứ hoa hòe Agnorizit, ông đi cùng với nhà ngoại giao của Venezuela. Họ không biết đã xảy ra chuyện gì trong lúc những người đó đi thuyền trên sông. Vì vậy bộ trưởng cử Fitz đến sông Orinoco có căn cứ Amazon ngay bây giờ. Ở con sông lúc này, có hai giáo sư di chuyển học đến từ UCLA, Menzo và Gordon đang lấy mẫu về phòng thí nghiệm nghiên cứu. Họ phát hiện mẫu DNA trên con thuyền đó giống hệt chủng Piranha đột biến L23. Chúng có khả năng tăng gấp đôi kích thước sau 36 giờ. Những nhà khoa học đã liên hệ với đại tá Diaz để phong tỏa con sông, nhưng ông ta chỉ quan tâm việc giữ chân người ta ra khỏi thung lũng. Họ đành phải làm gì đó để chặn chúng lại. Bên này thì Fitz thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Hòe đã đến Venezuela để gặp đại tá Diaz. Nhưng Menzo thấy anh thì đến bắt chuyện trước. Cô làm việc với ISF suốt 2 năm qua về thí nghiệm thủy sinh học. Một trong thí nghiệm của nhóm họ có L23, nó được lai tạo thông qua một giống loài bí mật, nó là Piranha. Họ cho rằng Piranha bị lấy cắp hoặc chúng đã trốn thoát nên mới có mặt ở sông Orinoco và sinh sản nhanh chóng thành bầy. Menzo cố gắng thuyết phục Fitz là chính chúng đã tấn công con thuyền và ăn thịt họ. Nên nếu không làm gì đó để ngăn chặn chúng trong 24 giờ, chúng sẽ tăng trưởng với tốc độ chóng mặt và hung hăng tấn công đánh chén mọi thứ. Nhưng Fitz đéo tin, anh nghĩ rằng cô này bị điên nên mới nói làm. Menzo hết cách đành đưa danh thiếp cho anh nói, anh hãy đến phòng thí nghiệm của tôi để xem tận mắt. Cô còn dúi vào tay anh một mảnh thuyền đã bị lũ Piranha tấn công. Sau khi đến căn cứ Amazon và gặp được đại tá Diaz, Fitz không phát hiện ra bất kỳ carbon, lưu huỳnh hay nhiệt nào trên mảnh gỗ con thuyền này. Họ chỉ thấy dấu răng cưa nhưng không biết là của Piranha. Nhưng tên đại tá này không tin tưởng Fitz, thế nên sau đó hai người ngồi trực thăng bay đến dòng sông, vì Fitz đã quyết định lặn xuống đó, tìm mảnh vụn con thuyền để biết nó bị nổ hay thú vật tấn công. Fitz lặn xuống dòng sông đục màu, anh vẫn chưa thấy gì ngoài tảo và san hô ở dưới. Thế rồi bất ngờ Fitz chạm trán với một con piranha hung hăng ngay trong lúc đang lặn, anh liền lấy dao chiến đấu với nó. Sau khi hạ được nó thì anh thấy nguyên một bầy piranha lao đến ăn xác đồng loại, bọn này cứ thấy máu là lao vào đánh chén hết. Fitz sau đó vội vã bơi về bờ, anh không tin được những gì mình vừa thấy. Bất ngờ một con piranha lao lên khỏi mặt nước tấn công Fitz, may mà anh kịp chụp được nó rồi dùng dao đâm liên tọi. Sau đấy Fitz mang theo xác con cá quay lại thuyền. Anh liên lạc với bộ trưởng Brady nói mình đã tìm ra hung thủ tấn công con thuyền. Đó là con piranha khổng lồ. Fitz quay về căn cứ Amazon và đặt con cá lên bàn của đại tá Diaz. Ông ta không biết đây là cái quái quỷ gì. Giờ ông đại tá mới biết là piranha đột biến, kẻ gây ra các vụ đắm thuyền ở con sông. Kết quả của một thí nghiệm thất bại, Fitz sẽ mang con cá này đến nhà khoa học Menzo, vì có thể cô ta biết cách tiêu diệt bọn này. Họ phát hiện con cá mà Fitz mang đến có nửa tá nội tạng mới, hai quả tim, dạ dày thì gấp 3 và nó là loài lưỡng tính. Piranha có thể tự sinh sản, hiện tại chúng đang ở một điểm do bị ngăn bởi con đập. Nhưng nếu chúng phá đập để di chuyển, thì bọn chúng sẽ có mặt gần như ở tất cả các con sông ở châu Mỹ. Những gì họ cần làm trước tiên là phải thuyết phục đại tá Diaz ra cố con đập ngay đêm nay. Fitz và Menzo tìm đến đại tá Diaz. Lúc này thì họ cùng đại tá và người của ông ta bay đến chỗ con sông. Ông ta quyết định dùng đến vũ lực để tiêu diệt Piranha. Bọn họ dùng toàn bộ hỏa lực của các trực thăng để tấn công xuống vị trí nơi Piranha tập trung. Kết quả là họ thổi bay luôn cả con đập. Sau khi dùng hết hỏa lực thì xác cá nổi lềnh tềnh trên mặt nước. Tuy nhiên chính quyền Venezuela đang không vui sau chuyện này. Họ đã bàn đến chuyện về việc đóng cửa phòng thí nghiệm và bắt hết các nhà khoa học. Tối đó đại tá Diaz mò đến phòng thí nghiệm của giáo sư Menzo. Ông ta lấy lý do các nhà khoa học Mỹ tiến hành thí nghiệm bất hợp pháp ở đất nước họ để đóng cửa phòng thí nghiệm. Thế là chúng bắt giáo sư Menzo, còn Fitz thì nhanh chân chạy thoát được. Đêm đó họ còn cho thuyền đến dùng thiết bị để thăm dò xem dưới sông còn sót con cá nào không. Kết quả thì dĩ nhiên là chúng bơi dưới sông rất nhiều. Đàn piranha tấn công con thuyền và nhảy lên cắn người. Chẳng mấy chốc chúng làm con thuyền cứ thế chìm dần. Sáng hôm sau thì còn lại mảnh xác ở ven sông. Một anh lính đang bắt lót hai nhà khoa học của giáo sư Menzo ở cạnh dòng sông. Không may cho anh là piranha tấn công khiến anh ngã mẹ nó xuống sông rồi thành bữa ăn cho chúng nó. Cảnh tượng kinh hoàng khiến hai nhà khoa học chứng kiến tận mắt phải bỏ chạy mất dép. Nhưng rất nhanh hai người này cũng không thoát khỏi quân đội. Họ bị tên lính đánh ngất rồi mang đi. Sau khi bắt được Menzo và hai nhà khoa học của cô, Diaz muốn đưa ba người họ đến giam giữ ở một nhà tù thuộc quận Giana.
Fit ở gần đó thấy họ bị người của Diaz đưa lên một chiếc xe, anh vội vàng lái xe đuổi theo. Khi bọn chúng đang dừng xe thì Fit tiếp cận đánh ngất thằng cầm lái trong xe. Anh cứu các nhà khoa học vì họ biết cách tiêu diệt bọn Piranha. Nhưng khi họ thấy phía trước là bến cảng đang bị tấn công thì liền chạy qua đó xem thử. Thì ra bọn Piranha đã đạt đến kích thước khổng lồ và lao lên bờ để tấn công tàn phá mọi thứ của cư dân ven bờ. Chúng to bằng cả ngôi nhà chứ đùa, thế này thì phải dùng đến hạt nhân mới tiêu diệt hết được. Các nhà khoa học quyết định kiểm tra nguồn nước ở đây. Piranha chỉ có 6 tiếng để mang thai, chúng hấp thu dinh dưỡng qua da nên phát triển và sinh sôi cực kỳ nhanh. Lũ Piranha đột nhiên lao như bay đến tấn công Fit, anh như thánh sống đá bay hết cái bọn háo ăn này. Khi họ đang đứng nói chuyện cạnh tử thần mà không để ý, nhà khoa học Sarah béo mập thành món ăn tươi sống cho Piranha. Fit khi biết lũ cá sẽ to bằng con ngựa khi chúng đến được cửa sông, và chỉ 4 tiếng nữa chúng to bằng cả con cá voi. Anh liền gọi ngay cho Bộ trưởng Gabi nói cảng biển ở đây đã bị phá hủy, anh muốn ông ấy ném bom cửa sông Orinoco ngay bây giờ. Vũ khí hạng nặng, vũ khí hạt nhân, nói chung là tất cả mọi thứ ngài có. Nhưng ngài Bộ trưởng Gabi nói tôi sẽ chỉ gửi tàu đến cửa sông chỉ để quan sát tình hình. Chứ hai nước đang không có quan hệ tốt đẹp lại còn can thiệp vào nội bộ của nhau, thì chiến tranh thế giới thứ ba không phải không có khả năng xảy ra. Ba người họ còn 2 tiếng nữa để đến được cửa sông chờ thuyền của ngài Bộ trưởng đến đón. Về nước, Fix liền đạp chân ga tăng tốc để đến cửa sông sớm hơn. Khi họ đến được trạm kiểm soát lưu thông, vì không có thời gian nên Fit đấm luôn thằng nào dám dừng xe của anh, bởi phía sau là chiếc xe màu đen của Diaz đang đuổi theo họ, chúng còn cho cả trực thăng đuổi theo bay ngay trên đầu cả đám. Fit quyết định rẽ vào một bên để nấp chờ cho chiếc xe chở Diaz đi qua, rồi anh liền lái xe bỏ chạy. Fit thành công đánh lạc hướng bọn họ. Sau khi chúng đuổi đến nơi có chiếc xe của Fit, thì lại thấy bên trong không một bóng người, thì ra anh cùng hai nhà khoa học sớm đã bỏ cuộc chạy lấy người. Ở diễn biến này thì tàu USS do Bộ trưởng Gabi cử đến đang tiến gần cửa sông. Họ vẫn đang quét tín hiệu xung quanh và chờ cuộc gọi từ Fit. Lúc này thì anh và hai nhà khoa học cũng đã đến được cửa sông, và đàn cá Piranha cũng đang bơi đến ngay sau đó. Đây là thời điểm tốt để Hải quân Mỹ khai hỏa tạo bất ngờ cho lũ cá. Fit liên lạc cho Bộ trưởng Gabi đưa ra tín hiệu SOS, SOS. Chúng tôi đang ở cửa sông, trong tầm bắn, yêu cầu được hỗ trợ ngay lập tức. Bộ trưởng Gabi nghe xong liền lệnh cho người khai hỏa bắn phá cửa sông ngay lập tức. Những phát súng vang trời được bắn từ tàu chiến Mỹ khiến đất trời và mọi thứ phải rung chuyển. Họ quyết không để bất kỳ một con nào được sống mà đe dọa cả châu Mỹ được. Sau cuộc tấn công dữ dội xuống sông nhắm vào Piranha khổng lồ, giáo sư Menzo kiểm tra thì không phát hiện cá thể nào còn sống ở quanh đây. Vậy là bọn họ đã thành công tiêu diệt mối hiểm họa Piranha rồi sao? Sau đó Fit cùng hai nhà khoa học di chuyển tiến ra bãi biển, vì người của Bộ trưởng Gabi đã cử hai chiếc trực thăng đến đón bọn họ. Nhưng họ đã đánh giá thấp lũ Piranha đột biến này rồi. Giờ chúng đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa. Nhìn mà xem chúng nó vẫn sống mà bơi lội được trong đại dương. Nguyên bầy Piranha khổng lồ đang ồ ạt tiến ra biển. Chúng bắt đầu tấn công tàu chiến của Hải quân Mỹ. Cả con tàu rung chuyển liền thả tín hiệu SOS xuống biển. Cứ thế con tàu chìm xuống giữa biển, và không một ai có thể sống sót thoát khỏi thần chết. Thấy tàu bị lũ Piranha tấn công mà chìm xuống biển, Fit cũng chỉ đành đứng nhìn trong bất lực. Tuy nhiên anh vẫn không bỏ cuộc. Fit dặn dò hai người ở lại đây để mình đi kiếm trực thăng. Fit đột kích bất ngờ cho đám người của Diaz một trận, bọn này cầm súng trên tay mà bị anh xử đẹp nhanh chóng, đúng là dở thật. Fit cùng hai nhà khoa học cướp trực thăng của bọn chúng để bay khỏi đây. Diaz cùng đồng bọn lúc này mới đuổi tới nơi, thấy trực thăng bị cướp ông ta mới lên máy bay đuổi theo đòi lại. Đám người đuổi theo Fit nổ súng bắn vào trực thăng của bọn họ, chúng vừa bắn vừa đuổi theo dai như đỉa. Diaz còn cho khai hỏa tên lửa nhằm tiêu diệt quân ăn cướp trực thăng của ông mày. Fit cầm lái liền thể hiện khả năng tránh tên lửa như tránh đạn lạc. Kết quả là tên lửa đánh trúng chiếc trực thăng của quân đồng minh. Ông ta tiếp tục xả đạn đuổi theo tiêu diệt Fit. Chiếc trực thăng bị trúng đạn nghiêng mình bốc khói khi đang bay, bình nhiên liệu cũng vì thế mà bị dò dỉ. Trong tình thế hoảng loạn cấp bách, máy bay sắp rơi tự do cần hạ cánh gấp, Fit và hai người họ trông thấy công trình quân sự ISB Quetton Hemifia. Fit quyết định lấy đó làm nơi hạ cánh. Đây là một trong 4 công trình duy nhất trên thế giới, nó có 200.000 chỗ trú trong trường hợp khẩn cấp. Fit là nhà phân tích ở đây để phổ cập thông tin cho hai người bạn đi cùng mình. Đầu tiên họ cần gặp Bộ trưởng Grady và những người khác, để giáo sư Menzo phổ cập kiến thức về Piranha và tình hình trước mắt, để bọn họ cùng nhau bàn cách đối phó với Piranha. Phía Bộ trưởng Grady đã thiết lập tàu ngầm hạt nhân để ngăn chặn Piranha trong 1 giờ nữa. Họ sẽ phóng khi lũ ăn thịt khổng lồ đó rời xa đất liền. Ngay khi họ quét được vị trí của đàn Piranha, khóa mục tiêu và khai hỏa về phía chúng, vụ nổ phóng xạ khiến cảm biến tạm thời không ghi được hình. Điều đáng nói là sau vụ nổ hạt nhân, lũ Piranha chỉ bất động một lúc rồi bơi đến tấn công tàu ngầm. Tàu ngầm bị bọn Piranha khổng lồ tấn công rung lắc dữ dội, rồi cứ thế nổ tung dưới đại dương. Sau vụ đó Fit liền xin Bộ trưởng Grady cho phép mình và những thợ lặn khác xuống dưới biển để chiến đấu với bọn Piranha.
Kế hoạch của anh là tấn công vào mắt của những con piranha bự cho nó chảy máu. Như vậy thì lũ piranha thấy máu sẽ tự cấu xé tấn công lẫn nhau. Vũ khí họ dùng để chiến đấu với piranha là MK15, khẩu súng cầm tay dưới nước mạnh nhất thế giới. Trước khi đi, giáo sư Menzo còn đưa cho Fit thiết bị khuếch đại có 6 tần số giống lũ piranha. Giáo sư dặn anh bấm nút bên trong để bắn thì lũ cá sẽ bơi theo âm thanh đó. Rất nhanh lũ piranha khổng lồ đã đến Kiss, cảng biển bị chúng tấn công nên khói đã bốc cao mù mịt, nguyên thành phố ven bờ chìm trong biển lửa. Còn bên này thì Fit và đội biệt kích dưới nước đang ngồi trực thăng để chuẩn bị nhảy xuống biển. Ở dưới nước họ cầm súng bắn nhưng không hiệu quả, đúng là mũi đốt inox. Piranha không có mạch máu chính thức trong mắt. Giáo sư Menzo khuyên anh nên tấn công sâu vào bên trong mang cá, vì có các tĩnh mạch máu. Tuy nhiên mang cá không được mở ra thì họ cũng không thể gây tổn thương cho chúng được. Ở dưới biển, Fit dụ một con piranha đến bên ngoài một khe đá, còn anh ở trong cầm súng bắn vào mang cá. Con piranha bị mất đầu chảy máu liền thu hút những con khác đến ăn, nhờ vậy mà những con piranha khác ở ven bờ liền rút về sau. Thành công như mong đợi, bọn piranha đang sâu xé lẫn nhau. Sau khi trở về, Fit bước đi như một vị anh hùng, anh còn nấu cháo lưỡi với giáo sư Menzo. Đây là một bộ phim cực kỳ thú vị, nếu bạn muốn mình làm tiếp bộ phim nào hãy comment ở dưới phần bình luận, cho mình biết nhé. Cảm ơn bạn.